Ok anh em, thì giờ mình đang chuẩn bị dán bộ tem mới cho anh em mình ha. Nay nó bận quá nên sáng đi làm ghé ngang qua hai giày áo mà gửi mình đi chiếc xe không luôn làm. Còn giờ mình sẽ lột bộ tem này ra để dán cái mẫu tem mới. Bật mí xíu cho anh em là sẽ dán mẫu tem 2017 nha anh em. Còn giày áo này là giày áo của Sachi 2019, giày áo đen bẩn đỏ, nguyên con màu đen, chỉ có cái bẩn là đỏ thôi. Đây bộ tem nó một dáng hoàn chỉnh này, nó nhìn nó vậy nè anh em. Đó, rất là đẹp luôn ha, rất là bóng luôn. Tem này là tem thường cho anh em, tem thường này mình dán lâu lắm rồi, mình dán cách đây cũng ngày em thường đi còn nửa năm nó mới thay tem một lần đó. Mấy cái mép đồ này kìa, kiểm tra nè đó, anh em vuốt thoải mái ha. Đó, không chốc là không chốc. Mình cũng không hiểu sao một số anh em dán nó lại nói chốc này nó không, hay tại anh em không có hơi kỹ đó. Đó, giờ mình lấy tay em nè, chỉ có mình cậy nó còn như miếng chưa ra nữa đó anh em. Nghe tiếng nghe tiếng mình cậy không đó. Cậy mạnh nè, chỉ nó chỉ chày tem thôi, còn nếu này chốc ra chưa hay nào chốc, muốn chốc ra phải tay móng tay khựu từ từ nó mới lên đó. Đó, coi như là cố tình cài mạnh lắm nên mới ra. Còn mấy cái pha mà tự quẹt quẹt kia nó không như chốc đâu anh em. Tem rất là chất lượng ha. Tem này là mình đã đảm bảo với anh em là trên đi 1-2 năm là chỉ bình thường, không bị xuống màu. Tại vì tem có ép một cái lớp keo để bảo vệ cái màu tem, màu tem nha anh em. Đó, nó dày hơn là mấy cái tem ngoài chợ bán nha. Tiền nào của đó thôi. Giá hiện tại của tháng 2 năm 2021 đó là bộ tem là 240.000 nha anh em, tem thường. Rồi bây giờ mình sẽ lột ra, dán bộ tem mới lên rồi sẽ quay để review cho anh em xem. Đó, tem này là có chiếc bẩn đỏ nha anh em. Xe full đen dán vẫn được bộ tem này, cách phối y chang như luôn cũng được, không cần phải đổi lại chi tiết nhiều. Đó, bụng sau màu đen nè, dán dán nền đỏ nè, đó anh em thấy không? Đó, rất là đẹp. Rồi, giờ mình tiến hành lột thôi, các bước lột mình bỏ qua nha anh em. Lột với dây vệ sinh là anh em, mấy tem này anh em lột ra anh em lấy xăng anh em lau nhẹ lại, tại vì tem này là tem tái chế rồi nên cái keo của nó dính cũng không có chắc. Từ Sachi hay Raider từ đời mà 2016 cho tới là đời lễ 2019 á thì cái tem nó lột ra thứ nhất là rất là dễ, nhiều khi dễ còn hơn tem chế nữa. Với thứ hai là keo rất là ít, lấy xăng lau nhẹ là xong, hoặc là cạnh a là xong. Còn đời mà 2020, 2021 á thì anh em cũng biết rồi đó, lột ra để lại keo rất là nhiều. Thì cái đó là nhiều khi anh em vệ sinh đâu cả buổi luôn chưa xong đó. Ví dụ mà anh em mà đi xe đời 2020, 2021 mà qua mình dán tem á thì cái tiền vệ sinh lột tem vệ sinh là mình tính thêm nha anh em. Đó, nó rất là cực luôn, cực hơn dán một tem rất nhiều. Giờ mình chuẩn bị vệ sinh nha anh em, mấy cái đường keo này nè để là ít xịu à, anh em dùng miếng thấm miếng xăng lau cái là xong. Lau sạch sẽ rồi lau qua lớp nước nữa rồi lau cho nó khô rồi dán tem mà nó sẽ không bị mấy cái cầm cầm. Hai bẩn này nó là màu đỏ, đỏ tươi nha anh em, đỏ tươi bóng, nó hơi đậm hơn, hơi đậm xíu đó. Nếu anh em nào muốn đổi hai bẩn giống 2019 thì anh em dặn ta sơn nó màu đỏ tươi mà nó hơi đậm chứ. Đây anh em, bộ tem mà mình chuẩn bị dán cho anh em mình nè. Thì phối xám đen đỏ. Thì cái bản phối này là giống như cái bản zin của đời 2017 nha anh em. Đời 2017 là nó 2016-2017 gì á là nó có cái bản bẩn đỏ rồi. Đi cái tem này luôn, nhưng mà hồi trước không biết sao mà mình không có thấy người ta nhập xe đó về mà màu đó về bán, chỉ thấy nhập cái bản mà đen thôi, đen tem xám thôi. Đó, đen F150 tem xám thì thấy, còn bản này không thấy. Thì anh em mình giờ thấy thích mà hết cái mẫu đó, giờ mình bắt đầu mới cover lại
cover lại mẫu jean của 2017, dán cho nó đó. Ừ, sẵn mình nói luôn thì có một số anh em mà hay mua tem của mình đó mà trên trên mạng á, rồi mình cuộn gửi cho anh em á, khi anh em về anh em khui tem ra anh em thấy mấy cái máy bị nhăn nhăn gì nè, giờ anh em nói mình dán nó còn dính hay không, dán gì sao dính. Có một số người thì mỗi người một ý, thì mình xin nhắc lại là dán bình thường nha anh em, dán rất bình thường. Khi mình cuộn lại thì mình mở ra nó bị về gì bình thường, nó không có ảnh hưởng gì tới lớp keo chứ anh em, dán là hầu như là chẳng có ảnh hưởng gì. Nói chung là anh em cứ lột ráng dán bình thường á, nếu mà anh em lỡ mà làm gãy tem á, nó bị nhăn á, thì anh em lấy máy sấy hơn cái là nó căng ra lại à. Đó rồi, giờ mình tiến hành dán ha. Cái công đoạn mà dán á, mình thì nếu anh em nào mà muốn mua về mà tự dán á, thì anh em tìm xem lại cái video hướng dẫn dán tem rời cơ bản của mình nha. Mình có hướng dẫn đầy đủ trong cái video đó, anh em chỉ cần xem video đó là có thể tự dán ở nhà được rồi. Đây anh em, giờ mình mới dán xong ha. Đó, nhìn đơn giản nhưng rất đẹp luôn ha. Cái này lên nhìn để lên xe nhìn nó còn ok hơn nữa, giờ chưa có xe. Đó, quay xa cho anh em xem nè. Em thường ha. Đây anh em, giờ mình dán lộn, mình ráp lên cái chiếc xe này nha anh em. Nãy là mình quay là mình chưa có ráp lên xe. Đó, cái mẫu giống như cái mẫu chiếc xăm đen mà mình hay dán á, 2017 á, nhưng cái này là phối cho chiếc bẩn đỏ theo kiểu jean, phối theo kiểu jean luôn nha, chứ không phải phối theo kiểu mà mình bên mình tự chế nha. Đó, thì là thằng em không dán tem đầu, để đầu đen cho đẹp. Đó, giờ quay cho anh em tham khảo nè. Chiếc này là chiếc Sachia 2019 bẩn màu đỏ nha anh em, phối theo cái tem jean của đời 2007, bẩn đỏ 2007. Đó, tem rất là chuẩn luôn, nếu anh em mua về dán rất là dễ luôn nha.